Với công nghệ này thì mình có thể bật tắt trên điện thoại lẫn bật tắt trên công tắc luôn ha. Trên đây á, bật tắt đều nó đều hiển thị được nè. Đây, đó, khi mình tắt cái trên cái công tắc này thì trên điện thoại mình nó vẫn có thể điều khiển được. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Smart Kit. Thì trên bàn của mình đây á, là hai cái dòng bóng đèn downlight đến từ hãng Vlight. Thì đây là hai cái thế hệ bóng đèn downlight, đó là M2 và M3. Thì hôm nay mình sẽ không có review về hai cái sản phẩm này ha. Trong cái video lần này mình muốn nói tới về một cái công nghệ khá là hay của hãng Vlight, đó là cái công nghệ Sleescion. Nói chính xác hơn đây là cái công nghệ Atom Sleescion. Thì với cái công nghệ này thì nó sẽ tích hợp với cái công tắc có hỗ trợ là Sleescion này, thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống chiếu sáng của mình nó luôn ở trong cái trạng thái trực tuyến. Cho dù mình có bật tắt trên cái công tắc đó, thì trên cái đèn của mình á, mình điều khiển trên cái hệ thống chiếu sáng thông minh á, bằng điện thoại á, thì nó vẫn sẽ luôn bật tắt được ha. Đó, nó khác với những cái công tắc thông thường. Nếu mà công tắc thông thường á, thì mình tắt đi á, thì cái đèn của mình nó sẽ ngắt cái nguồn luôn, nó sẽ không có bật tắt hay là điều khiển được trên cái ứng dụng của Vlight. Mình thấy đây là một cái công nghệ nó khá là tiện lợi, nó giúp cho người dùng có thể sử dụng được cái hệ thống chiếu sáng của mình một cách mượt mà nó không bị trì hoãn do cái công tắc của mình khi mà mình sử dụng. Thì trên thực tế thì cũng có một số hãng họ cũng đang làm về cái vấn đề này. Hãng Aura thì họ cũng ra cái công nghệ là MarkWi trên những cái dòng công tắc mới của họ, như là cái công tắc Canon Project 1 của Aura thì cũng áp dụng cái công nghệ đó trên những cái bóng đèn trên Aura. Để hình dung cho cái việc kết nối của cái công nghệ này thì mình sẽ tiến hành đấu dây và test cho các bạn xem ha, cái công nghệ này nó hoạt động như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đấu dây cho cái công tắc M2 ha. Về sơ qua về cái công tắc Sleescion này thì cho các bạn xem. Đây, lưu ý là cái này dòng này thì nó đây là cái dòng công tắc không nguội ha. Thì bây giờ mình sẽ đấu dây. Đây, sử dụng cái công nghệ này thì các bạn đấu dây như thế này. Đó, mình có thể đấu như cái công tắc thông thường cũng được. Nếu mà đấu theo cái công tắc thông thường thì cái line của cái màu nâu này nó sẽ xuống cái L31 ha. Đó, bây giờ mình sẽ bật tắt cho các bạn xem. Đây là cái đèn Spotlight M3 mới ra mắt ha. Đây, ở đây mình bật tắt nè, bình thường ha. Ở trên đây á, thì mình cũng có kết nối với ứng dụng Vlight rồi. Đây, khi mà mình bật lên nè, đây cái đèn của mình nó sáng ha. Để mình sử dụng cái công nghệ này á, thì trong cái những bóng đèn Vlight này á, thì nó sẽ bóng đèn Vlight M3 nó sẽ hỗ trợ cái với cái công tắc Sleescion này á, khi mà mình bật enable cái chế độ này lên ha, enable cái chế độ flash nè, switch nè, nếu mình tắt đi thì nó sẽ không hỗ trợ được cái chức năng này. Đó, nếu mà tắt đi thì chức năng này nó chỉ là bật tắt vậy nè. Đó, ở đây mình sẽ bật chức năng này lên. Đây cái chức năng của nó ha. Đó, khi mình tắt nè thì cái đèn của mình nó vẫn luôn trong cái trạng thái on để mình xem được trên đây ha. Mình mở đèn lên ha, nó hơi delay một tí. Đây, nó đã on lên nè. Ở đây mình mở lên nè, mình tắt. Đây mình sử dụng công tắc ha, mở lên đó, nó hiển thị lên nè, nó mở lên nè, mình có thể tắt được trên đây luôn đó. Thì cái việc này thì nó sẽ giúp cho mình điều khiển cái đèn của mình nó trơn tru hơn cái hệ thống chiếu sáng của mình. Cái việc này thì nó rất là hay ha. Khi mà mình ra khỏi nhà đi thì mình vẫn có thể xem được cái tình trạng mà ở đèn nhà mình nó tắt hay bật trong cái ngôi nhà của mình đó. Thì đó là những cái tiện ích của nó. Nếu như công tắc thông thường thì mình tắt đèn đi thì cái đèn này nó sẽ không hoạt động được luôn đó. Tuy nhiên khi tích hợp với công tắc Sleescion này của Vlight á,
họ tích hợp vào á, thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống của mình, nó hệ thống chiếu sáng của mình nó hoạt động trơn tru hơn. Thì đó là một trong những cái tính năng công nghệ mà mình muốn nói tới trong cái video này. Thì hy vọng cái video nó sẽ mang lại những cái thông tin bổ ích cho các bạn, để các bạn có thể hiểu thêm về cái dòng cái công nghệ của Zilla này hơn.